Thì và năm nay theo định hướng phát triển của công ty năm 2018 là một năm hành động với chủ đề nói là làm. Sân khấu xin mời chị. Gọi tất cả các lực lượng, gọi tất cả các bạn xuống, yêu cầu ngay lập tức. Một chương trình được tổ chức liên tục trong 3 tuần dành cho gần 3.000 người. Vậy mà ban tổ chức là một lực lượng rất mỏng, gồm 8 người, thậm chí có khi rút xuống còn 6 người. Họ là những người trẻ và lần đầu tiên tổ chức những chương trình quy mô lớn như thế. Họ chỉ có sức trẻ, nhiệt huyết, đam mê và họ đã đưa chương trình thành công đến ngày cuối cùng. Kick off FPT Retail, chủ đề nói là làm, diễn ra liên tục 10 số, từ ngày 9 tháng 4 đến 27 tháng 4 tại Resort The Cliff, Bình Thuận. Ngoài những cái mong mỏi, vì đây là lần đầu, mọi người cùng nhau tổ chức cái đoàn viên của việc làm. Thì các con đọc lại cũng rất là nhiều những cái niềm vui, những cái kỷ niệm về tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa các anh em trong ban tổ chức với nhau, từ cái sự giao lưu giữa ban tổ chức và khu vực anh em nhân viên khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Khi đặt chân đến The Cliff Residency thì ngày đó là cái ngày mà ban tổ chức cảm thấy rất là nhiều những cái đầu mối công việc mà phải xử lý, và ngoài thì Phong ngày hôm đó phụ trách về game và bãi biển thì phải chuẩn bị từ A đến Z, và cũng có một cái mong muốn là mọi người được thật là thoải mái, thì đã phải chuẩn bị từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều tại bãi biển rất là nắng, rửa nắng và nó còn đọng lại, đó chính là màu đen của da ở đây. Nếu mà tôi cắt một cái nhân thành phần ban tổ chức nào ra, ví dụ vừa rồi tôi nói cho một cái bạn đấy ở nhà để đổi một bạn khác, bạn đấy khóc 2 ngày 2 đêm và bạn ấy phải xin cho mình đi bằng được, thì vì bạn ấy cảm thấy tuy rất là mệt nhưng bạn ấy cảm thấy rất là hòa đồng, hợp tác cùng team, cùng phấn đấu cùng team. Nói chung là những ngày qua ăn nằm ngủ nghỉ với nhau đã thành một cái đội thống nhất rồi, và dù cho cực khổ gian lao thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm chạy đến con số cuối cùng. Và nhất định chủ đề của hôm nay là chủ đề Kickoff 2018 nói là làm, và chúng tôi đã nói và chúng tôi làm được. Bên tổ chức thì rất là chu đáo cũng như là nhiệt tình hỗ trợ trong công việc team building cũng như là buôn tập tiên hôm nay. Từ việc chuẩn bị địa điểm tổ chức, viết kịch bản, hậu cần, kỹ thuật đều yêu cầu mỗi thành viên phải cực kỳ kỹ lưỡng. Bởi một kế hoạch chi tiết bị sai thì cả chương trình lại hoãn. Cái sai lầm chính tả nhất đầu gấp cao của công ty chứ. Vâng, xin cảm ơn chị Hà. Chị nè. Hello. Ở nhà với ba, cứ cho coi cảnh sát ngoài vậy. Sau mỗi đêm gala, khi những người tham gia đã say giấc thì cũng là lúc ban tổ chức triển khai các cuộc họp để rút kinh nghiệm. Đến 1 giờ sáng, ngày nào cũng vậy. Vất vả và nhiều áp lực, nhưng sau tất cả là những khoảnh khắc họ được bên nhau, và hơn hết, được mang niềm vui đến cho những người tham gia chương trình. Không biết cái gì. Không bao.